tận nước Cửu Long. Đẹp như em ca câu vọng cổ, thắm nồng duyên thủy chung, ngọt ngào như trái trường trông. Em ơi, một mùa chớm chớm nhớ đời, em đứng dưới xe mỉm cười mà lòng anh đã đổi ngôi. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chớm chớm thắm tươi hoài. Nhớ một lần đưa em sang sông, vào vườn chớm chớm hái trái, anh mãi mê nhìn chớm chớm trái sai quẳng, anh không nỡ rời chân. Em hỏi rằng anh mê chớm chớm hay là anh yêu cô gái. Anh bảo rằng vì em anh mê chớm chớm, và vì chớm chớm anh yêu em hơn. 20 năm qua mộng làm hương sư đã tròn, ông giáo Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp nhiều hơn. Và gồng gánh vẫn đầu hôm sớm mai, một đời buôn bán trông trông. 20 năm qua tình mùa chớm chớm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long. Tình ta chớm chớm hái trái, anh mãi mê nhìn chớm chớm trái sai quẳng, anh không nỡ rời chân. Em hỏi rằng anh mê chớm chớm hay là anh yêu cô gái. Và vì chớm chớm anh yêu em hơn. 20 năm qua mộng làm hương sư đã tròn, ông giáo Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp nhiều hơn. Và em nay tuy thôi gồng gánh vẫn đầu hôm sớm, một đời buôn bán trông trông. 20 năm qua tình mùa chớm chớm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, chớm chớm thắm tươi hoài. Tình ta 20 năm từ đây
sáng sớm trời đã nắng, gia đình cháu trồi thay cà phê, và mình ăn trầu thích ngồi dưới cây cau. Đấy, bà nhìn xuống xuống hoa cau ấy. Đấy, đấy, thế. Đây là chuồng dê. Dê ở nhà sàn, mấy chục con dê, dê đang ăn lá cây. Hai con ngan là cháu Long nuôi. Đây là vườn tiêu mới trồng được một năm, tiêu rất xanh và đẹp. Còn đây là quả tiêu đã trồng lâu nay, sắp cho thu hoạch. Cuối năm tiêu vào mùa hái. Đây là hoa điều đang nở, ra Tết điều cho quả. Vườn điều ra hoa rất là sai. Bây giờ là cuối vụ điều nên điều rất hiếm. Mỗi 1 kg điều vỡ đôi, giá là 125.000. Rồi, vâng, thế năm nay không được. Tháng đến này à, gió quá. À rồi, đúng rồi, gió động. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Đây là cây điều trước sân nhà. Cây rất tốt. Hoa nhài nở trắng buổi sớm ban mai. Hai bà con ăn trầu thích ngồi với cây cau. Đây là tiêu cao thế nhỉ. Trẻ đưa chúng tôi thăm vườn tiêu. Cài lắm. Đây điều nhà mình tất đây. Tiêu rất sai quả. Đây à? Phải không? Và đây là bên này trong khoai này. Bên này vẫn nhà mình là không nhỉ? Sau đó chúng tôi qua vườn tiêu sang bên nhà. Tìm các đống máy thì tìm hết. Đây bán nhà mày gì vậy? Ừ, đây em còn đây có cháu ở bên này này. Hả? Còn nhà Liên Liên. Đây cho Liên bên này. Có danh đấy. Cắt người ta đi học. Nó có danh là tốt nhất. Mắc nhất. Danh. Vườn cỏ. Ui, chuyển ghê. Vườn cỏ buổi sớm ban mai xương xuống. Đỏ quá. Trắng bông cỏ. Đã sang tới nhà bà Lưu. Bé quá. Nó làm nó cứ làm. Ở dưới cứ quét mẹ dưới. Ai giả đến 5 mét cả. Để làm kín đi. Rồi. Rồi. Rồi.
này là chưa làm. Ừ, cái này chưa làm, đã mai cái tới là xong rồi mới bắt đầu. Tuy nhiên là này nó ra cao. Chứ còn bên bà mẹ là họ có bà ta, mọ tao nhỏ họ bà này. Được mười mấy cái. À. Danh hiệu bác Hồ cũng có, ở đây còn hai thằng nhỏ đấy. Đấy cứ vứt ngoài lại đấy. Bà cứ bỏ tay đấy thế này. Ôi còn chờ bên trong nữa kìa ông à. Cây gì cơ? Cây này là cây giáng hương này. Chế gỗ quý đắt tiền lắm, hai cây này. À nước mặn thế nhỉ. Đấy, vườn cà phê mới dòng, à vườn tiêu. Vừa vào chiều qua. Đấy. Văn mẹ. Chết chờ bằng gì?
Lửa không cháy đâu, lửa thì thui nó ngon thôi. Xà thảo nó tên có khúc nào đang chơi lửa người, nó thuộc về cái dạng là thần kinh mà huyết áp cao. Thì mét rưỡi, mét sáu chứ không có mét tư. Khủng. Ơ, muối rồi, chú ơi. À, muối. Có muối. Muối. Cuộc ngoài ngoe đây, chú ơi, thế này này. Đó nằm ở dưới chân. Thử tí đó. Dạ, thử tí biết ngay sạp hay không, biết ngay. Cái này trông là dưới gì chú? Chớ tông. Alo, em nghe anh ơi. Bên ngoài thì cánh bà kéo. Không, không. Năm rồi. Đây. Nhưng thằng này mẹ ai mới chỉ đúng không? Chở trong bàn đi ra tôi gọi chết hết cả thằng cả lấy trong gia đình nhà tôi nhưng mà tôi xe quả chiếu ngoài có đâu? Ông đến ông nghiêng rồi dần không bao giờ trả lại cắm túi năm 10, 11, 12 cũng được ngồi chất có cái gì thì ghế chứ tập trung ở đây để đây chú hóa giọng hóa giọng vậy là chú là tổ tôi bây giờ bắn sang tổ ông ấy rồi rô đây ba rồi, rồi. Rồi, rồi. Uống đi ạ. Con cả chưa?
Nó còn cái quay hàm nó rung kìa, nó giờ tí nó nhặt đó. Đó. Làm cấp nến còn duy tâm cấp 10 lần mấy. Xong hết hả? Chưa. Răng lanh.
không bao giờ mất. Thấy rồi, có gì về bỏ tiền bỏ vàng nhiều về đấy nó chơi nó hạt lại quá. Ăn là đau tí là bỏ cái chiếu xuống rồi lấy cái dầu á. Đó. Thấy chưa? Đấy đây. Bỏ cái chỗ cái đó luôn. Bỏ hết chưa? Cái kia mới lấy xuống. Cái này không xài ném hết. Cái này ném hết xong rồi. Ai lấy lấy. Bỏ ở dưới, bỏ ở trên này đi. Ai ra lấy đấy. Ai đã chuyển chuẩy rồi. Long ơi không còn nữa đâu. Cái gì vậy đó? Ném. Bỏ. Có làm bây giờ đâu nhiều. Nếu chúng ta có cháu lên nhà nó biết. Nếu có thời gian thì anh em vô nháy xuống. Mà chừng mình không cứ rồi chứ. Quá ngày gần đây không biết là 20 cây. Không phải nào. Không phải nào. Không phải nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe chị lên nó đi luôn, bố ông cửa cái này luôn. Có em làm phần mà anh làm vừa. Đơn giản. Rồi, ông đem nước nha. Ôi, thôi thôi, cái hàng dặn đấy em được rồi. Tôi đem nước nha. Đúng mà, tôi xuống. Nhìn đi như kiểu là chồng tẻ não á. Ai biết là băng yếu rồi, nhìn đầu đi đạo lại một đầu. Nhưng em là em với anh đều là cũng hết 1/2 thùng rồi. Em 1/3 thôi. Được rồi, mình chung lấy đá nó chung. Anh điều giờ đi chứ. Mình anh à thực tế. Giờ đi chứ, giờ đấy cái thằng này nắm miệng đấy chưa? Cái đấy là giống như dạng những vàng đi dứa. Cái nói là mình ấy, là biết. Cái mọ này nên là khổ. Có cái là thế này, có cái là mình làm. Cám vậy ấy, nàn nén, hình hình cám đi. Không châm nén. Phạt Nam Vô A Di Đà Phạt, Nam Vô A Di Đà Phạt, Nam Vô A Di Đà Phạt. Phế thổ từ vi địa kỳ, tạng u miêng cứu khổ hiệu năng nhân hậu thổ địa kỳ, chư hiền chiết sơn xuyên nhạc mại. Các ninh thần bát quái cửu cung an mộ trạc tứ duy lục thập họ thành thần nay xin nhà kim vì tí chủ để xin để thê Nguyễn Văn Trời Hiền Thư Trần Thụ Trẻ và nữ tử Trịnh Thị Liên và Hiếu tử con là Nguyễn Văn Duy hợp đồng toàn gia quyến đảng ở Ma Đa tổ 6 ấp để xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nay nhân ngày 18 tháng 10 đông tuyết năm Giáp Ngọ Niên để xin có lễ di chuyển phần yên vị phần mộ và xin để cho chân linh Nguyễn Văn Lụa táng tại để khu nghĩa trang để ấp 5 để xã Lộc xã Lộc và Quang để hợp đồng toàn gia quyến đảng cận dĩ nữ nhi kê sư thanh bông hoa quả kim ngân tiền vàng tài mã nhang đăng phù lưu phù tiểu để xin cầu cho vong được hợp quan được hợp vong được hợp quan được hợp vong kim thời để xin sám tạ đạo ân cần tiếp dẫn Trần Ninh Nguyễn Văn Loại được siêu sinh tịnh độ tòng tư để xin phù hộ cho toàn gia quyến đẳng được phúc bền trăm Nam Mô Đại Thánh Đản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Thiết Dĩ Nhất Nguyên Thạm Tịch Bản Vô Tịch Ế Sái Thủ Vạn Tượng Phù Không Cố Hữu Thăng Trầm Sinh Duyệt Tư Bằng Bí Chú Dụng Thiết Khoa Duyên Giao Hữu Tịch Ế Chân Ngôn Cảnh Dương Kỳ Tông Nam Mô Tát Nẫm Tam Diệu Tam Bồ Đà Như Pháp Thụ Trì Giả Viễn Mãn Tu Đà Na Úm Bắc Đế Cha Thiên Thần Na Na Địa Cha Sa Hạ Úm Bắc Đế Cha Thiên Thần Na Na Địa Cha Sa Hạ Úm Bắc Đế Cha Thiên Thần Na Na Địa Thank you.
Thôi nhô, ở đây người ta có xong người ta có tỏi nào không? Từ Bắc vô Nam để cháu phù hộ cho đại gia đình Nam ngoài Bắc khỏe mạnh làm ăn tới. Cái nào à? Thành... đâu? Mã đâu? Không, cái này cái mã mà. Cái này là sao? Ai cứ bỏ là cái mộ hôm bữa con dàn vẫn thắp đây mày. Mẹ mày để giao cái hoàn gạch người ta đã cắm đây để cho mình biết, người ta biết này nè. Gạch đấy. Đây, 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 anh đưa đó không mà nào mà quan kiếm mà ngay đó. Thế mà chả làm ăn này chịu khổ lại đi. Tôi đứng ở cây nào ông chụp cái này. Đứng ở cây nào. Còn đây là đúng không bãi. Ông với ông bãi. Thế ông cũng mất sớm nhỉ? Mất sớm lắm. Bây giờ ông bảo ông về này. À. Đây cho bà viết này. Chờ nhìn rõ. Đây là bà về nhà mình. Ở đây cho chúng quay phim. Rồi rồi. Ông ngồi đi ông. Ông uống nước đi. Rồi. Ông
Rồi, ông đi về đây. Ngon nhất thôi này bà này, các quả đây này. Xem báo vãi vào vãi không, xem có bà nào trong chậu không? Oh, yeah.
giờ không được. Cô cháu là lo các ông các bà thì rất xa xôi, và trong lần này thì cuối cùng cho các con dài đấy, sau những con rất tâm đơn, cảm sự nhiều lắm. Bà là ông đúng rồi đó. Hiện nay thì cô cũng muốn con viên các bà ở trong này, cô thương yêu cô muốn cháu chúng tôi. Bà là bà cháu này, cháu một con sống, chúng tôi vẫn mở con cháu tôi lấy được so với cô tiền triệu. Nhất là bà, đúng là bà không cho lấy ai đó. Bà đó, trước mắt là về đây của cháu cháu tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thế chào ông chào bà nhá. Nhiều lần chơi thì có công cụ gì đâu ha. Hôm qua nhậu quá sáng cũng kêu cô thiếu cái anh nhìn là... mình nhìn nó cuối cùng đổ luôn. Thôi tùy chú, bây giờ mai chúng tôi vào đây, cháu nó nằm cơm. Tôi nghĩ là rồi con nó quản tôi là cụ. Thế nhưng mai các chú là cùng tôi mà các chú chơi rượu. Rồi. Đấy, đi từ chân máy bay về bắt đầu cho ông nhớ quá rồi. Cho anh cái nông dư bản đi xem. Làm như là gà nhanh chạy, thì quá không có. Mấy sát gà sát, cả hơi ẩm lắm một lần. Và sáu ngày xưa có bần cây là... Ăn cái đứa bà con bán con 100. Ngày xưa. Ngày xưa, ngày xưa. Già mà dòng siêu phớt tiền lên đất này nè. Cái xưa trong này cái gỗ xưa nó lại cho không chịu sống. Không sống được. Chưa học chưa cả bà hay chưa bà cạnh đây. Đây nó có bán mà có trồng luôn á. Cây vườn cây xưa này. Cây xưa bây giờ bác mình đi vào mua đồng lắm. Thôi thế thôi. Cô ơi, bây giờ nhà con cũng còn nhiều lắm mà nghỉ đây con, chiều đi đi. Rồi. Hôm nay lại được khen kỳ vọng. Ngày chúng tôi vào từ ngày bà từ ông cười là người cháu vào đúng hôm để cho ông chiều chiều ông đi chú đi ông đi từ ông đi chú quay ai bảo đâu chào đi ra đêm chú ra đây em chào đấy à đúng rồi chào ông đi. Cái điều gỗ to đấy nhỉ.
Khoai lang to bở, ăn rất ngon. Mấy bà con ngồi ăn khoai lang. Đây là ngoài đấy con biết nãy ăn ngon. Bà ở trong này bà chơi nhà cháu rồi qua Tết mà về cho nó đứng lại. Ăn bà ở trong này vẫn mạnh khỏe. Biết là cô cứ yên tâm. Nó mua ở trong này 10.000 ra Hà Nội đổ hai mấy nghìn cân. Bà mạnh khỏe lắm. Bà trong này khí hậu nó mát mẻ, bà vẫn mạnh khỏe lắm. Nó vẫn đi được. Bà gặp cô. Cô đã gặp đấy. Ăn cơm rồi à? Đấy. Nó con này nó không cho đi đâu. Con đi nó đã lồng giàu rồi. Bà ơi, đây khí hậu nó mát hơn, bà lại khỏe hơn. Cháu chết thiệt cái gì, muốn ăn cái gì cái nghiền như này, ruộng lại đem vào, còn thừa không có thì nó lại mua nó đem vào. Là sẵn dây rồi cháu dạ qua cho không đạ, nó không lấy, nó cũng như sẵn dây mình, cháu ăn cái dây của nó cũng như thế mà nó leo được mình dạ. Không, đường này nó không chèn đồ xách tay, chỉ như cắt đường dài cái là nó chèn đường xách tay nó gửi lắm. Nó đi về là nó lại gọi như nhận nhấn ra nhận rất nhiều, ôi đủ các loại đấy ông này. Bạn này ông bỏ ăn thơm cho con à. Dễ ngủ, dễ tiêu hóa này, dễ ngủ này. Và trong này cứ ăn đến 2 giờ, 3 giờ là phải tỉnh giấc cao tuổi là trẻ em là thể dục đó. Rồi người lặng ngắn đây, người cao tuổi trẻ em là dùng được hết này. Lấy cái bọc lúc vào cho ông. Ông đúng rồi, chú ai quần áo ông gửi ngay cô mùa thôi, đúng rồi chú quần áo còn ông những cái kia để gửi, những cái này ông đem về trước. Có về chú làm cái này ăn mất của cụ chứ là nó của cụ để ấy này cất của cụ. Ông gửi đi cô về đưa cho ông chắc nhẹ nhàng. Ông đã có gì sẵn để cân mà nó không đây đúng rồi cũng cho cậu mày à gì làm hả? Tại đây vài uống mà. Cũng chưa có gì cân thử cho nên là chưa biết bao nhiêu cân. Biết điều mà biết là cháu đem là thôi. Quá à hả? À đấy. À cười lên, cười lên nào. Cười đi. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Đấy, chết chơi à đấy. Cười đấy, thế cười. Nào. Ba la. Ấy, chuyện á. Ấy, tí mắt đây à. Đâu rồi, nhìn nào, được chưa? Được chưa? Chết cớ đi, chết chết đi. Nào, chết chết đi. Cố, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Ôi, xin đi học cù Hà Nội khá ấy, cũng tối đâu. Thật, khá bao nhiêu tiền? Con dài là chú Chiến đây, con dài cũng à đấy à, chú Dũng đây, à con bé Duyên nó béo bánh nè nào này không, ở nhà cạnh đây đấy, trong cái nào đấy mẹ, ông bếp lúc đấy là ban đầu bếp ở nhà, miệng đấy. Bên này họ có hướng thế đâu mà chẳng mình. Hả? Đứng om thang à? Về bao nhiêu cây như thế này em có cây. Ăn lấy móng. Thế bây giờ cá móng của bà là phải gửi ấy. Cá nó có gửi bằng ngô à? Đi máy bay thì nó không khẳng như thế nào đấy. Tôi có được mắm tôm tôi đi ra các lời nha. Nói ông mắm tôm á. Mắm tôm thì đi các nơi được. Thì dấu thì không khẳng được á. Chứ đi máy bay nó lại không cho. Để đâu không được. Con đi. Con bảo gì nó bảo này. Thì có tương làm gì tôi ăn miếng. Thế là đem tương con ăn được 3 bát bún một chấm tương. Bún cái hạ này con không nhận bún cái hạ ngon. Xong về nó bảo đấy, thịt cá cái gì chẳng ăn thì ăn tươi. Đấy, cha mua bún đi trong ngoài, trong trường đấy. Chuyến xe chở được 5 rồi, ôi giời ơi, thế. Đo chở bắt. À. À, cho đi. Ngan, lại ngan. Ngan. Lúc nghe nhau, bắt xe đi. Ờ. Chắc cần luôn rồi. Bắt
anh có. Mai thì cho mấy cụ con gà chắc phải ăn được. Nắng chói vào tận trong nhà, đi. Thế là xung quanh là hồ. Vâng. Thế gì nữa? À. Không, phá vườn trước mặt. À, phá vườn đằng trước à? Ừ. Ờ, vườn này đang tốt, đang xanh. Không, phá vườn đằng đấy cũng xanh tốt nhưng mà phá để đồng cầm vào kia. À, bên kia là nhà mà lưu. Chủ nhật đông quá này, cả nhà này, mọi hôm là vắng này. Đấy quay cho bé mà xuống. Bé. Đấy. Đấy, chắc ai vừa thắp cháy chưa hết rồi. Đây là chúng hay sang. Ai sang, xe tắt đây rồi. Cái hay là bà ngoại ở gần đây. Không biết. Đây, chiếu vẫn đây này. Chiếu vẫn đây, có chờ bảo. Vương thương. Nhờ cái đá này đẹp vậy. Đẹp. Cái đá chính là chúng nhìn. À, xuống cả lắm. Đấy, đấy. Đấy có nhìn thấy giống bác Long không? Đấy, trông thấy giống bác không? À. Hả? Biết bác nào đây không? Đấy, bác nào đây? Rồi. Ngày mai, đoàn quân ra Bắc.
Xin chào cháu ở lại phù hộ độ trì cho các ông, các cô chú thượng lộ bình an. Bao giờ lại quay về đây để thăm lại mộ của cháu.